season. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái phần thưởng mới đã cập bến ở trong cái phần giới thiệu làm nhiệm vụ ở Mech Arena nha. Thì đây, đây chính là cái điều mà hôm trước mình có thắc mắc là khi mà mình đã hoàn thành complete cái nhiệm vụ này xong rồi. Đấy, mình đã mời được 3 người gọi là hoàn thành cái yêu cầu là lên cái đạt hạng 1 ấy, cái phân phân khúc 1 ấy, mình quên mất không biết cái này gọi tiếng Việt nó là gì ấy. Nhưng mà cái hình khiên hạng 1 này này, cái này khác nha, cái số 10 này khác nha, còn cái số 1 này là cái hạng 1 này. Thì mình tự hỏi rằng mình đã nhận lao băng 6 năng lượng rồi, thế 12 năng lượng thì sao? Thì mình có đọc lại và cũng bên Mech Arena tuyên bố là khi mà các bạn đã hoàn thành 3 cái nhiệm vụ này rồi ấy, đấy, 3 cái lời mời này rồi, thì các bạn sẽ nghiễm nhiên được nhận auto cái lao băng 12 này các bạn nha. Nếu như mà các bạn xem video này mà kiểu các bạn vẫn chưa biết cái video cũ của mình nói về cái sự thật 100% khi mà mình làm nhiệm vụ này như thế nào ấy, thì mình sẽ để cái link video ở cái phần bình luận nha. Mình sẽ ghim ở đầu phần bình luận, các bạn có thể vào đấy xem để tham khảo nha. Đó chính là cái sự thật khi mà mình cày cái này để mình nhận được phóng lao băng nhá. Nên là trong video này mình sẽ không nói lại nữa. Đấy, mình không nói lại nữa. Các bạn nào mà thắc mắc thì mong các bạn hãy truy cập vào cái video mình ghim ở phần bình luận và xem hết video đó nha. Rồi, hôm nay mình sẽ nhận cái lao băng 12 nha. Ok, vậy là mình đã sở hữu lao băng 12 này rồi. Bây giờ thì chắc chắn rồi mình sẽ không nâng cấp nó đâu. Mình không nâng cấp nó đâu, tại vì mình cũng đang tiền mình đang khá là hạn hẹp, nên là mình sẽ sử dụng nó luôn, test luôn với con brick này để tăng sát thương xem nó như thế nào nha. 12 năng lượng này, điều khiển này, ok, new luôn. Chưa nào, và cũng chắc chắn là mình chưa có bản thiết kế nào để nâng cấp nó cả. Đấy, nên là thôi thì chúng ta cứ test nha, từ từ mình xem có cái màu nào đó. Không có cái màu nào ok cho lắm ngoại trừ cái màu này cả. Thôi kệ vậy. Được rồi, hôm nay thì mình sẽ từ từ mình xem nó bao nhiêu. 31, 30 à? Hơn khá khá đấy chứ, cũng cầm khá phết đấy, gấp đôi cơ mà, gấp đôi canxi để làm gì đúng không? Rồi, thì sau đây mình sẽ test thử cái sức mạnh của lao băng 12 năng lượng này nha các bạn nha. Mình hy vọng là mọi người sau khi xem cái video mà mình ghim với phần bình luận ấy, thì các bạn có thể là có những cái mẹo để các bạn hoàn thành nhiệm vụ để lấy cả hai món vũ khí này nha, 6 cả 12 năng lượng để các bạn chơi nha. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu với bản đấu đầu tiên. Nói chung là 3, 2, 1, go. Nói chung là bắn chơi cho các bạn xem thôi, chứ cũng không thể nào hy vọng gì ở mức 3 sao, trong khi đó mình gặp bóp full sao tím đúng không? Đấy, nên là chúng ta không quá là kỳ vọng nhá. Chủ yếu là gọi là mang cái thiên hướng gọi là review chơi thôi. Nhưng mà bạn nào mà đang ok, điểm hạ gục đầu tiên cho mình. Bạn nào mà kiểu đang mới chơi mà có bộ đôi này thì gắt đấy. Không kỹ năng nha. Được nha, không dùng kỹ năng nha. Mình còn chưa dùng kỹ năng đâu nha. Con này góc hơi khó bắn. Thật ra bản đồ này không phải là một cái bản đồ lý tưởng. Rồi, có kỹ năng. Ui, nó bật cái khiên lên là mới đau. Đau cháu chứ nị, khổ thân cháu. Cháu vừa mới bắn được một cái thì nó lại ui. Rồi, thử nhá. Ồ, không được kìa, vướng quá. Nghe chừng là không được trên thời điện lợi rồi. Ôi, lại có kiên kìa, phía sau nhá. Cũng khá đấy chứ. Một con Sentinel. Cần chú ý chút xíu nữa nha. Đây này. Nói thật với các bạn thì
mất công thì ra 6 cả 12 rồi thì thôi thì ra luôn cái loại 16 năng lượng đi cho nó rồi chứ còn cái gì nữa. Ok xem nào. Rồi. Có. Không thuận lợi lắm các bạn ạ. Góc này cũng không thuận lợi. Mà cái góc này nó không có đẹp, nó góc bay nó không, cái góc của đường đạn bay nó không được đẹp các bạn. Mình đợi con này mình chơi nha. Đó, nó sẽ ra chiếm. Mình nhẽ mình phải bắn sớm một chút xíu nhỉ. Thôi kệ đi. Xác định luôn. Rồi. Ok. Cố lên. Được không? Ui, thế mà cũng được nhỉ. Mình không bật kỹ năng ta đó. Rồi. Con này cứ đứng đây nhở? Tài thiệt chứ, nó không đi ra. Khôn quá. Có một con đây nhở? Một, ui. Mình không nghĩ là một chỉ mình bay màu luôn đâu. Tại vì nhiều lần mình hứng một chỉ rồi. Nhiều lần mình hứng một chỉ của khẩu bắn tỉa em với con Green Dog này rồi. Nên là mình tự tin á. Chắc pha đó nó gấp đôi sát thương thì phải. Nó nổ nói chung là nhiều lúc tự tin quá nó cũng không có tốt. Vẫn chưa win á. Mình pha đó mình tự tin quá. Nhiều lần mình hứng được mà. Rất nhiều lần là mình hứng được cái M16 với con Brick. Thế nào thành robot trái cây màu xanh lá cây kia. Đó thằng màu băng mà. Ok. Phải thế này chứ. Phải vào cái bản đồ này chứ. Bắn nó mới chiêu được. Ok, bản đồ này hết hết chấm luôn. 3, 2, 1, go. Rồi, nhanh cái chân lên này. Ok. Đi ra đây nha. Lên. Ok. Mình nhanh cái chân lên. Từ từ mình ra đây rồi mình chạy bứt tốc nha. Mình chạy bứt tốc nha. Chạy. Đừng để ý. Chạy. Cắm đầu cắm cổ mà chạy. Từ từ cứ chạy đi cái đã. Đừng để ý. Chạy đi đây. Chạy. Ồ. Được rồi nha. Biết tay trụy này. Láo lếu. Bắn nãy giờ. Thụy cho biết lễ độ luôn. Ôi, con này nó đông quá. Ôi, đông nha. Xong rồi, con này nó cầm. Ui, còn con Eclipse này, nó cầm siêu pháo này. Ui, thôi chạy lên đây nha. Con Eclipse nó cầm siêu pháo đây này. Không còn. Ui, phóng đĩa. Thôi. Con Eclipse bị hạ chưa? Nó bị hạ chưa? Còn nó ở đây không? Chắc là hết rồi đấy. Sợ quá. Kỹ năng này. Phóng này. Ồ. Phát thương rất là cao nha. Đừng gặp con Bastion vào đây nha. Không thì mệt mỏi lắm. Này thì đứng ở dưới đấy này. Một điểm ngay. Ngon lành cành đào á. Ồ. Vừa mới nói này. Nó chui lên để tìm mình này. Làm cái trò gì? Làm cái trò gì? Ui. Thôi thì coi như mình đem đi vậy chứ biết sao giờ. Mình cũng có muốn đâu mà. Mấy cái con này. Đen quá. Cuộc đời nó. Nào đi ra đây. Còn 2, 3, 4 con. Đứng đấy này. Con này dùng minigun nên là mình cũng không sợ cho lắm. Chỉ cần nó lên đây là mình sẽ tông luôn này. Khoa hàng rào hợp lý nha. Tiếp. Khá là trâu đấy. Ôi, một con Red Dog nha. Từ. Không chế mạng chuyển. Từ từ nha. Ồ, một con kill shot. Mình nghĩ là giết con này cái đã. Ok, xong rồi quay ra. Từ. Để nó lên nha, nó còn lên không? Không lên thì chỉ 30 mét hơn, không sợ khống chế nha. 30 mét hơn, ôi một combat, mình nghĩ là mình sẽ phải
lui lại. Rick có tăng đam không? Ui xô. Vừa bắn vừa lui nha. Ok. Ok, có một con chui dưới hầm này. Con này được không? Ngon. Cái con này. May á. Cái phá này. Ui ạ. Ui xô. Sợ thật chưa? Vẫn còn hàng rào nhưng mình không ra đây chơi được ra. Rồi tôi xong rồi, tôi xong rồi. Xong này, xong này. Này này thì tông này. Rồi, mình chơi trận nữa nha. Được cái bản đồ vừa nãy ngon quá. Nhưng mà lại bị cái khẩu em nó bắn cho to đầu luôn. Cắm cổ đầu, cắm cổ, chạy nha, chạy nha. Ra đây phải chạy này. Ra đây phải chạy này, chạy này. Chạy, 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 chạy. Ui dồi ôi. Quãng đường ý lúc nào cũng là quãng đường rất là nguy hiểm trong gai. Ở cái bản đồ này với những cái con chạy chậm. Ồ sợ. Này thì lễ độ. Ủa con gì đây mà trâu giữa ta. Con gì đây. Con gì ấy nhở. Con gì đấy? Ô, con Orion mà đấy. Rất là láo nhá. Một con Orion mà đấy. Có thể chịu được ngần đó sát thương. Quay ra đây, bắn này. Còn một kia phải nha. Ui. Vướng, phá đó vướng nó đứng ở cái cột á. Nó đứng ở cái cột á. Cứ bình tĩnh nha. À. Mình có nên xuống nhỉ? Mình nghĩ là mình cứ ở đây cho nó lành. Xuống nhiều lúc nó cũng không hay cho lắm. Đây này, có một con đây này. Rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha, rồi nha. Bắn này. Ui, perfect luôn. Con này được không? Không được, con này này. Đó, 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 đó. Này. Thơm. Trời. Ngon ngay. Đứng đây cho nó an toàn chút xíu nha. Rồi rồi, bắn được không? Bắn được không? Bắn được không? Mất mấy viên. Mà không sao. Mình nghĩ đứng xa chút xíu đi. Con này nó đưa nó lên này. Đây có một con đây. Scorpion nha. Con này nè. Con này mất dạy lắm đấy. Con này. Ok ok ok. Rồi nha. Thơm. Thơm thơm. Thơm tho nha. Còn đây. Một con Scorpion tiếp này. Ơ. Bắn này. Này thì bắn này. Rồi 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 rồi. Ô có bắn kìa. À, nếu mà có Orion phun sao tím thì chơi nó còn ngon hơn rất là nhiều. Thử bắn nhé. Thử thôi. Không được. Rồi bắn tăng lên 150% sát thương phải không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy nghiền rồi. 99. Rồi. Ô thu. Rồi 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 đúng rồi đúng rồi. Ôi nó có khiên con gì nhỉ? Con gì nhỉ? Ui. Con gì nhỉ? Nó bị hạ mất tiêu rồi. Con này con Zephyr nhá, mình vừa nhìn thấy xong á. Đó. Ồ, phát nó sau lưng thì phải. Ao ấy chứ. Rồi, bây giờ mình lên nhá. Bên kia nó vãn rồi. Ui, 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 cái con mất dạy này. Con này. Mình vừa mới nói khỏi mồm xong. Rồi, rồi nha. Này thì bắn, này chừa nha. MVP ngay. Được rồi, hôm nay thì mình đã nhận cái lao băng 12 năng lượng này. Còn về cách thức làm nhiệm vụ, đấy cái mẹo làm các thứ các cái chiêu trò thì mình đã có tâm sự ở một cái video rồi. Và mình sẽ để cái video đó ở ghim ngay ở cái phần đầu bình luận của cái video này nha. Các bạn nào thắc mắc thì hãy truy cập vào đó mà xem. Để xem thì đừng có tua nha. Đấy, còn lại thì mình sẽ không nói về cái vấn đề đó trong video này nữa nhé. Tại vì mình nói nhiều rồi mà. Rồi, mức 3 sao gắn vào breakout với cái 6 năng lượng của mình 6 sao. Bắn thì mình thấy ở mức gọi là vui vui giải trí thôi. Đấy, nên chung là cũng được điểm nọ điểm kia mà mức vui vui thôi. Nâng lên chắc chắn rồi, nâng lên khẩu này thì chơi sẽ ngon hơn rất là nhiều nếu mà các bạn nâng lên được 6 sao ấy. Nhưng mà mình sẽ khẳng định lại với các bạn là cái bản thiết kế của khẩu này nó rất là khó kiếm. Đấy, để xem nhá, để xem lời của mình có đúng không hay là người ta có tăng tỷ lệ cái bản thiết kế của cái khẩu này lên hay không.
Chứ ngày xưa mà kiếm cái bản thiết kế của Lao Băng 6 ấy, thực sự nó rất là lâu. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng chờ đợi xem nào cái bản thiết kế của cái Lao Băng 12 năng lượng này nó có dễ kiếm hay không nha. Được rồi, thì tiện thể đây video thì mình cũng muốn gọi là nhắc lại một cái dự đoán ngày trước của mình, là ngày trước mình có dự đoán là có cả bệ tên lửa băng các bạn nha. Đó, ngày trước mình có dự đoán là có bệ tên lửa băng, đấy cụ thể là 12 năng lượng. Nên là nhân tiện cái video này đây thì mình muốn nhắc lại một lần nữa để các bạn nhớ rằng à, trong video này mình đã nói lại cái này, để xem trong tương lai điều đó có xảy ra hay không nhá. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình rất mong là được sự ủng hộ của các bạn để mình phát triển nội dung thêm hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.